Chào các anh chị. Hôm nay em lại chia sẻ một cái đề tài. Có lẽ đề tài này sẽ rất là nhạy cảm, rất là nhạy cảm. Nhưng mà bây giờ đã là thời kỳ cuối rồi. Em hy vọng là các anh chị cố gắng mở cái tâm hồn nó rộng rãi một tí xíu, đừng có nghĩa là xin tha tội cho em. Khi mà em vạch trần cái sự thật này, tại vì để em nói ra cái sự thật này để cho các anh chị chúng ta khi nghe thấy, chúng ta so sánh, chúng ta đối chiếu. Đương nhiên nếu như kiến thức này em giữ riêng cho em thì cũng tốt thôi, nhưng mà em cảm thấy là như vậy là ích kỷ quá, thì cũng chẳng ai dám lên tiếng. Cũng đã có một số tài liệu người ta cũng đã đưa chứ không phải là không, nhưng mà nó cũng như một cái gì đó họ cũng sợ một cái gì đó nó nhạy cảm và nó không tốt, không đúng, không phải là không đúng mà là không hay. Cái sự thật thì lúc nào nó cũng trần trụi và nó cũng sẽ phao diễn ra những cái ẩn nấu phía sau lưng. Thì điều đó đó là gì? Trước tiên á, là để đi vào cái nội dung bài, em nói tóm lại cái cốt truyện, cái cốt của cái nội dung chính á, để cho mình nắm. Tức có nghĩa là một cái sự giả dối, một kẻ giả dối thì lúc nào nó cũng đem cái tốt ra. Trong giả dối có cái thật để che mờ cái con mắt của chúng ta lại, để chúng ta lầm đường lạc lối và để chúng ta sẽ rơi vào hố sâu của hạ hỏa ngục. Đó là cốt lõi. Nhưng mà hiện tại tất cả mọi người đã nhảy vào cái hố sâu này rồi, và họ đang rất là tôn thờ, đang rất là tôn thờ. Đây chỉ là một cái bẫy thôi, nhưng mà cái bẫy này nó đã bẫy rất là nhiều rồi, khôn ngoan cỡ nào rồi cũng dính cái bẫy này. Cho nên là cái tiếng nói của em bây giờ nó cũng sẽ là một cái gì đó không hay, nó sẽ là không hay. Nhưng mà em cũng nói trước là cho em xin phép được nói sự thật. Các anh chị cố gắng là nhìn nhận cái sự thật này một chút xíu, tại vì mình cũng không thể nào che giấu được. Thì thôi, coi như là ngày tận thế cũng sắp đến, ai có thể nghe được thì nghe, còn không thì thôi vậy. Thì em muốn là cho mọi người một cơ hội, cho ai đó một cơ hội nếu mà chưa nhìn ra. Còn em đã nhìn ra rồi á, thì em cũng không muốn là giữ cái riêng cái điều đó cho mình. Thì chúng ta, khi mà chúng ta chưa biết, chúng ta có một người cha tâm linh, một người mẹ tâm linh, thì chúng ta sẽ chạy theo cái gì đó mà mình cảm thấy rằng là mình đang tôn thờ. Thì đối với đất nước Việt Nam của chúng ta là thờ rất là nhiều, thờ rất là nhiều thứ. Cóc này, con mèo ngoắc ngoắc này, rồi con cóc ngậm tiền này, rồi đủ các thần, thần tài, thổ địa, con ngựa, con nhiều lắm, hình như là thờ đủ thứ ấy. Và tại sao người ta thờ như vậy? Nếu mà xét về mặt dân gian thì người ta lại nghĩ là như vậy nè, người dân người ta yếu về mặt tâm linh, nói vậy chứ linh hồn á, yếu đuối. Khi mà người ta xảy ra một cái chuyện gì á, lúc thì cái linh hồn, cái tâm linh mình nó cứ cho mình cái động lực, nhưng mà rồi cái động lực đó cũng sẽ giết mình đi. Cái lời nói an ủi kia ở đâu trong lắng sâu trong tâm hồn nó cũng sẽ đâu mất tiêu đi, thì nó chừa lại cho ta một nỗi ê chề. Lúc này là mình nghe ai đó giới thiệu cái gì hay tốt đều chạy đến hết, đi chạy đến để mà cầu xin thần Phật, mà chúng ta thậm chí thờ lại luôn cái cây luôn đó. Thành ra là cái điều đó nó đã không đúng, nó không đúng. Và chúng ta thờ hiện nay là rất là nhiều người thờ,
chẳng hạn như một ai đó mà sống tốt, văn chương hay thì ra nghêu ngao đời này đạo nọ, bắt đầu là nhiều người lại tung hô lên rồi bắt chước, giống như là thờ các cái ông gì, thờ ông gì, Lão Tử, Lão Tử rồi rồi các cái người mà ở bên Trung Quốc á, Khổng Tử, Lão Tử, rồi thần, rồi Phật, rồi ông bà. Thì tại sao mà thờ lung tung như vậy? Thì do yếu lòng. Nhưng mà cái vấn đề nổi cộm nhất á, người ta vẫn thờ Phật. Cố gắng trai nói sự thật, mọi người nghe đi. Nó có nghe thì cũng không thể nào chết được, cũng không chết được ai, thì coi như là để coi thử là con bé này kiến thức nó đến đâu mà nó nói. Và có thể rủa xả em cũng được. Tại vì khi làm video clip này thì một sự chuẩn bị cả đêm qua. Em cũng có sự cân nhắc rất là kỹ rồi. Thì ít ra mình cũng nên cho mọi người biết, nên nhìn nhận lại một cái sự thật mà nó có một cái quá trình lịch sử, chứ nó không phải tự nhiên á mà nó lại có như vậy. Chúng ta hơn nhau ở chỗ đi tìm kiến thức. Vậy thì kiến thức người ta cũng sẽ không cho mình nếu như mình không tìm tòi. Nhưng mà thật sự là em thì mình có thì mình cho đi. Đạo Thiên Chúa của em là đạo yêu thương mà em cũng không vì như vậy mà em moi móc đâu, tại vì nếu nói như thế thì gia đình nguồn cội em vẫn là đạo Phật hết. Chỉ có một mình em bước đi theo đạo Công giáo cách đây mới có 3 năm thôi. Và sự thật đó thì có một vài cái mấu chốt vấn đề em có nêu trong những cái video trước. Nhưng mà hoàn toàn dường như là nó không trọn vẹn lắm, thì bây giờ em sẽ làm cho trọn vẹn. Thì về vấn đề Phật giáo đi. Về vấn đề Phật giáo thì mọi người biết rằng là ông Phật ông ra đời như thế nào. Thì cái sự tích về một ông Phật đó, ra đời như một cái niềm tự hào cho những người con bên Phật giáo khi mà họ tôn sùng, khi mà họ tôn sùng các ông Phật này. Thì bây giờ em sẽ là người đưa thông tin, những cái thông tin này thì em sẽ copy đường link hết, tất cả những cái trang em đưa tin đều phải copy đường link em để lên. Anh chị có thể chúng ta vô trong phần mô tả chi tiết chúng ta sẽ tìm đọc. Thì bây giờ là nguồn gốc dân tộc ta có nguồn gốc con rồng cháu tiên, thì chúng ta là dòng giống rồng tiên. Em đau lòng quá các anh chị ơi, tự nhiên con người ta mà con rồng cháu tiên, con của con rồng. Hồi trước á, thì học lịch sử á, thì đưa ra là chúng ta là xuất phát từ loài vượn cổ. Sao giờ tử 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 cái thằng thằng vượn rồi bữa nay đưa qua con rồng cháu tiên, loài người mà là con của rồng. Con rồng là con động vật, con rồng nó rất là hung ác. Chúng ta phải khẳng định cái giá trị của nó đã. Nó là một cái con rất là hung ác. Tại sao? Mình là con người mà, mình lại là con dân tộc ta có nguồn gốc từ con rồng cháu tiên. Chúng ta là dòng giống rồng tiên. Nghe nó rất là vô lý. Nó vừa đạp con người ta lên tiên mà nó vừa đạp con người ta xuống địa ngục. Con rồng ở trong kinh thánh nó chính là loài rắc. Nó là sự dữ, nó là sự ác. Nhưng mà trong lịch sử dân tộc Việt Nam á, Phật giáo nha, em thấy Phật giáo Việt Nam thầy em thấy nói là em đau lòng quá trời luôn. Bây giờ chắc là em phải đọc, mọi người cố gắng cái video này em phải làm dài thôi. Thì đôi lúc sẽ có những cái video dài như thế này. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, vị thủy tổ đầu tiên về nguồn gốc dân tộc Việt Nam là do Lạc Long Quân gặp nàng Âu Cơ ở động Đình Hồ, sau đó sinh ra một cái bọc trăm trứng. Trời ơi là trời, bên Phật giáo mà sao mà nó u mê như thế này nhỉ? Trời ơi là trời, có khi nào mà con người ta ra sinh ra cái trứng không trời? Từ bọc đó nở ra trăm người con. Lạc Long Quân là cốt rồng, Âu Cơ là cốt tiên, cái này rồng tiên đó, sinh
Khi sinh ra 100 người con như vậy, ròng vống ở nước, tiên ở núi, cho nên mới chia 100 người con ra hai phần. Ủa tiên thì người ta ở đâu chẳng được, ủa tiên phải lên núi ở hay gì ta? Ủa tiên phải lên núi ở hay chị anh chị em? 50 người con theo cha xuống biển. Ủa sao tiên thì nó ở trên núi mà con người thì lại xuống biển sống? Chắc chui xuống lòng biển quá. Ngộ ha. Anh chị thấy nó đéo quay không? Còn nếu như ra biển thì ở trên mặt đất thì có làm sao đâu. Ủa tiên, tiên sống chỗ nào chả được. Tiên thì họ là tiên mà, thần tiên mà đúng không? Hay là tiên là chỉ là bạn ấy tiên tiên thôi? Hay là giống như đặt em là tiên đi, thế là không lẽ là em là tiên thật? Từ đó dân tộc ta có nguồn gốc là con rồng cháu tiên. Thấy riết rồi dạy, dạy riết rồi con cái loài người nó đi vô động vật ấy. Chán, chán của trời của đất. Tiên vốn là dòng giống cao cả, oai phong, dũng cảm. Thôi đi. Vậy thôi, nói như con hổ, con báo, con sư tử đi. Nó cũng là oai phong, dũng cảm vậy. Sao không lấy sư tử? Rồng tiên có sức mạnh phi thường và khả năng biến hóa khôn lường. Vậy là có phép nữa hả? Ồ, vậy là cái thời đó có phép luôn. Từ một con rồng đi lấy một con người, đẻ ra cái loài người. Các anh chị thấy nó dớ dẫn không? Đây là Phật giáo.org.vn. Để em sẽ cho thiên hạ thấy. Các anh chị ơi, chúng ta hãy nuôi về phần tâm linh đi. Nuôi linh hồn của chúng ta đi. Bây giờ thân xác này chẳng biết nay mai chết nào luôn. Em cũng sẽ cho các anh chị thấy bên đạo Phật người ta bây giờ người ta quýu lên. Người ta không biết người ta sẽ sống hay còn, nhưng mà cứ kêu tu đi, tu đi, tu liền đi, tu đi còn kịp. Người ta đã đi vô, người ta thi sắp về rồi. Người ta học đến người ta học đến kỳ thi rồi. Bây giờ mày đến khi người ta gần gần đi thi rồi mày mới đi học thì trễ rồi. Đó, đó là cái cách lý giải ở bên đạo Phật. Thiệt luôn, đau lòng quá trời quá đất luôn. Mà còn nói vậy nữa, giống như đưa ra cái cảnh ơi trời ơi, tu mà để lên thành tiên thành Phật khó lắm. Để làm gì, gieo bao nhiêu cái ác tội dễ sợ luôn. Các anh chị ơi, em thì cái tầm hiểu biết của em nó cũng chỉ để cho chúng ta một cái phương diện nào đó. Đương nhiên nó không phải đầy đủ hết các cái phương diện về mặt xã hội, nhưng những cái gì em đưa là những cái gì mà em đã có một cái sự đọc thông tin rất là kỹ, và đây là một cái gì đó cống hiến cho xã hội. Coi như cuộc đời em, lỡ mà có gì ai cũng vậy thôi. Con đường bước qua cửa tử không ai mà chối từ được. Cho nên rằng là thôi thì mình biết một cái kiến thức mình gửi lại cho đời vậy. Nhưng mà phải nói đến cái chỗ này, các anh chị có lên tiếng giống như em không? Các anh chị cứ nghĩ đi, các anh chị có chấp nhận mình là con của rồng và cháu của tiên không? Một thằng rồng, một con rồng đực lấy một người phụ nữ tiên, lấy sao trời? Trời ơi, thật vô lý, con động vật mà lấy con người thì nó khổ ghê, ghê sợ luôn á. Rồi đẻ ra đám con ra trứng, rồi ai ấp? Con rồng ấp đúng không? Như vậy là con người đâu có ấp được. Ủa trứng thì phải ấp nó mới nở chứ. Trứng không ấp lấy đầu nở. Ủa mà đẻ trứng ra rồi bao lâu nó nở? Hay là đẻ ra con nở liền? Cũng không có nói nữa. Rồi tiếp tục. Đời lý có vua Lý Công Uổng, con nuôi của thiền sư Lý Khanh Vân, được sự dạy dỗ giúp đỡ của thiền sư Vạn Hạnh, là hai vị thiền sư đầu đời Lý rất nổi tiếng vì đạo hạnh và trí tuệ thông bác hơn người. Khi ấy gặp lúc vua Lê Ngọa Triều cuối đời Tiền Lê là một vị hôn quân xa đọa hung ác, dân tình oán thán. Sao hung ác này không nói là dũng mãnh, oai 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 hùng giống như con trăng, mà con người thì cho là hung ác, mà con trăng nó cũng dữ dằn lắm, mà tại sao lại quy cho nó là thuộc dạng là oai phong lẫm liệt rồi? Bởi em nói muốn ca kiểu gì ca, mà muốn đạp ai đạp. Mỗi khi thiết triều chỉ nằm mà thôi, cho nên có danh là Lê Ngọa Triều. Trước tình hình như vậy, ngài Vạn Hạnh thiền sư cùng Đào Cam Mộc, một vị đại thần trong triều, sắp đặt đưa Lý Công Uổng lên làm vua, lập nên triều đại nhà Lý trị vì trên 200 năm rất vững chắc.
Khi lên ngôi, vua tự xưng là Lý Thái Tổ từ đất Hoa Lư. Vua Lý Thái Tổ nghĩ rằng đất nước đã độc lập không thể là một nơi đất đai chật hẹp, giao thông không thuận tiện. Ngài nghĩ tại sao trẫm phải không dời đô về một chỗ khác cho thuận tiện hơn cho việc triều chính, tiện cho việc đấu nội lẫn đấu ngoại. Từ đó vua mới ra chiếu dời đô về đất Hà Nội bây giờ. Trong khi về đất Hà Nội thấy một con rồng vàng bay lên, nên vua mới lấy đó để đặt cho kinh đô nước ta là Thăng Long. Thăng Long là thủ đô của nước Việt Nam lúc bấy giờ. Thăng Long tức là rồng bay lên. Rồng bay lên thì cũng có thể là hạ xuống, chỉ chỗ hạ xuống là ở tỉnh Bắc Ninh nên mới có Hạ Vịnh Long, Vịnh Hạ Long, tức là vịnh rồng hạ xuống. Rồng bay lên từ Hà Nội lấy thủ đô là Thăng Long và hạ xuống ở Vịnh Hạ Long, tỉnh Bắc Ninh. Chỗ này bây giờ là một di tích thiêng liêng, là kỳ quan thế giới được Liên Hiệp Quốc công nhận. Ở miền Nam có một con sông gọi là sông Cửu Long, tức là sông có chín con rồng, tức là chín luồng nước hợp lại như chín con rồng giao nhau và có bến nhà rồng. Mọi người để ý cho em cái chín cái con rồng này chuẩn bị nó lặp lại ở cái thời của ông Tất Đạt Đa nè. Như thế là Việt Nam chúng ta vị khai tổ ở Bắc, nguồn gốc đầu tiên theo truyền thuyết Lạc Long Quân và nàng Âu Cơ. Chấp nhận một cái truyền thuyết dớ dẫn của Lạc Long Quân và nàng Âu Cơ, nhưng mà không chấp nhận Đức Chúa Trời, không chấp nhận Thiên Chúa. Một cái gì đó, một cái nguồn gốc không rõ ràng, không minh bạch thì đem tin. Còn cái đắng mà sinh ra chúng ta thì chúng ta đi đào sâu, đi bới, đi móc, đi kiếm cái gì đó để mà chống mà chọi. Bởi vậy người ta nói á, thiên đàng mở cửa không ai đến, địa ngục tối tăm tự lết vào. Khổ quá. Bởi vậy đó, anh chị thấy không? Chỗ này bây giờ là một di tích thiêng liêng và là kỳ quan thế giới đang được Liên Hiệp Quốc công nhận. Ôi trời. Thì bây giờ em nói anh chị nghe. Bây giờ nó đã khẳng định cái điều này là con của Lạc Long Quân. Lạc Long Quân không phải một thằng đàn ông đâu, nó là con rồng đó. Nó nói là con rồng đó. Mà con rồng thì sống dưới nước thôi. Ủa. Để trứng ra chắc là ai ấp. Nếu mà Lạc Long Quân là con người á thì tại sao liên quan tới con rồng? Tại sao nó lại là con rồng? Mà nếu là con người thì tại sao con người lấy con người là đẻ ra trứng? Mà nếu như cái thằng Lạc Long Quân này á, mà nó thằng phép như vậy á, nó thể biến ra hóa rồng được, hóa mà hóa người được hóa đó. Ủa thì tại sao nó phải chui xuống biển nó sống? Ủa con rồng nhớ lặn bay lên trên không gian nó sống mà. Còn bà Âu Cơ, bà Tiên kia, sao bà ấy chỉ sống trên núi thôi, đồng bằng không sống được hay gì? Ủa tiên mà sao chấm dữ vậy? Tiên chỗ nào mà chả sống được? Như vậy nước Việt Nam từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, đầu đuôi giữa đều có rồng, đúng. Khắp một cái chiều dài đất nước, các anh chị nhìn thử coi, không có một cái chỗ nào mà không có con rồng hết. Một cái sự dữ nó lan tràn hết khắp nơi mà không ai biết cả. Không ai biết. Có đời đâu mà con người chúng ta đi tôn thờ những con rồng đâu. Đâu có ngờ đâu. Mà bây giờ mình qua đạo Công giáo, mình đi về và đúng với ngôi nhà rồi. Chúng ta không thể nào mà không có một cái người sinh ra chúng ta ngay từ lúc ban đầu. Các anh chị ơi, các cô bác ơi, nếu mà có nghe con xin đừng giận con. Nhưng thật sự ra, nếu mà nhìn về lịch sử á, đặc biệt chúng ta không thể xuất phát từ loài vườn cổ. Thứ hai, từ cái thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, chúng ta cũng không thể nào là sinh ra cái trứng trước được. Loài người đã là con á, mà con vật, con người mà lấy con người mà sinh ra trứng thì ai ấp? Mà tại sao lại sinh ra trứng? Rồi sinh ra trứng mấy ngày nữa? Rồi sao? Thấy nó rất là dớ dặn, nó không có một cái sự cụ thể. Nếu như có như vậy, nó có một cái lịch sử chứ. Lạc Long Quân con ai? Như thế nào? Đến Việt Nam là chỗ nào?
rồi đẻ rồi nuôi rồi sống như thế nào. Ủa sao mà 50 xuống biển, 50 lên non? Xuống biển là đi xuống lòng biển hay là ở trên, ở ven bờ biển? Thế ở ven bờ biển thì tại sao chia cách với nhau chi vậy? Mà sao mới đẻ ra tự nhiên chia nhau nuôi vậy? Rồi mấy đứa trẻ nó bú hay là nó sống bằng sao, hay là nó con của tiên rồi? Vậy nó đâu giống mình đâu, vậy nó đâu giống 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 loài người mình đâu. Vậy á mà cũng ôm vô để lấy, đó là cái truyền thuyết loài người, mà đây là Phật giáo. Cho nên á, em nói các ông bà chú bác có nghe, xin bình tĩnh cho con được giải bày. Con cũng muốn làm rõ cái quan điểm này thôi. Con cũng đã giống như mọi người thôi, con cũng theo đạo Phật mà. Rồi con nằm mãi trong đó, con đi, mọi người có thể là không 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 học cả tiếng Phạn, chứ con thì có đó. Bởi những cái tiếng Phạn mà con đọc, con đọc kinh rồi con không hiểu gì luôn. Nhưng mà dường như con đọc là ừ thì đọc thì mình đọc thôi, chứ còn không cần hiểu cũng được. Nếu như mà đọc cái đó mà nó tốt lành cho tâm hồn thì được, thì tao thì đọc thôi, chứ còn không hiểu gì hết trơn. Thì có nếu mà đọc mà nó kêu mà ma tà tới cũng con chẳng hiểu luôn. Giống như con hỏi nha, con hỏi ví dụ như là chú Đại Bi đi. Hồi đó con hỏi chú Đại Bi cái này là gì thì người ta nói là tên của những vị Bồ Tát. Rồi á, con sẽ cho các cô, các bác, các ông, các bà của chúng ta đi theo cái đạo Phật nhìn những vị Bồ Tát mà chúng ta kêu cầu ở trong đó, có cái tên đó, rồi hình ảnh là như thế nào. Các anh chị, cô bác và ông bà sẽ tá hỏa hết, nó mọc nanh hết luôn. Tất cả đều mọc nanh, đó là sự thật. Mà tại sao á, nếu mọc nanh là quỷ rồi, mà tại sao chúng ta đi thờ quỷ? Chúng ta kêu cầu trong đó. Ví dụ con đọc một tiếng Phạn trong cái chú Đại Bi, bởi vì Phật giáo rất là tôn thờ cái chú Đại Bi này. Cái này con hát tại vì con thấy chú Đại Bi á, à, là cái này người ta hát chứ người ta không có đọc, nên con hát nha. Nam mô na ta ta da da, Nam mô na ta da na sa ra. Có cứ vậy đó, có nghĩa chữ Nam mô này là giữ nguyên cái bản thể của tiếng Phạn. Rồi con đọc tiếng Việt: Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, Nam mô hắc sa đa gia đa ra dạ gia, Nam mô a rị gia bà lô kết đế thắc bát ba gia bà già tất đã bà gia. Rồi ok, cứ dài dài như vậy thôi. Con đương nhiên là con thuộc, nhưng mà con sẽ không đọc hết tại vì con không hiểu gì. Và đó, những cái người mà con copy cái tên đó vô mà con tìm ở trên Google, các cô các bác các anh các chị ở nhà có mà con cháu nào ấy, thì xin làm điều đó đi. Mà nếu mà không thì tí nữa thì con cũng sẽ cho coi là chúng ta đang thờ ai. Và nó rất là ác như vậy nè, để con chỉ cái ác của nó ra trước. Chứ còn con đọc nguyên lèo rồi bắt đầu là không thấy cái ác. Cha mẹ mình là cái đấng ra sinh ra tâm hồn mình, mà cuối cùng á, là gì, đi thờ con rắn. Mà con rắn là sự dữ, con rắn là cái mà cái sự dữ á, gọi là con quỷ, nó đã làm cho cái người phụ nữ, nó đã làm cho loài người của chúng ta xa ngã từ ở trên cái vườn địa đàng của Chúa á, tạo ra loài người của chúng ta. Con thấy á, con thấy ha, người ta nói mình là con của này của nọ, con của con rồng con rắn, rồi con của con vượn con đồ. Nhưng mà con thấy á, cái làm con người của chúng ta đó thì lại là ngược lại. Lịch sử là như thế, nhưng mà con thấy đời sống của người dân Việt Nam thì ngược lại, họ hoàn toàn ngược lại cái cách nghĩ này. Họ nói là ôi, ví dụ như bây giờ á, ai mà có như thế nào cái trời sinh ra từ biết, trời sinh trời dưỡng. Và trong cái đời sống của người Việt Nam mình gắn liền với cái ông trời. Vậy thì con hỏi lý do gì mà chúng ta lại không công nhận một ông trời? Thì sau đây á, là con sẽ đưa ra một số dẫn chứng về cái ông trời mà chúng ta đã từ chối ông trời để rồi chúng ta đi theo quỷ dữ. Trời tạo dựng muôn vật, trời tạo dựng muôn vật, người con người ta đều đều làm cái gì họ cũng đều đó. Ê, là mày làm có trời chứng giám đó nghe mày, hoặc là làm gì anh à, tao mày làm có trời biết đất biết. Ủa sao con rồng biết, không vượn biết,
mà trời biết đất biết. Rồi sau đó là gì? Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời. Thuở tạo thiên lập địa, ông trời tròn ai xây? Con chim nó hót trên cành, nếu trời không có mình làm sao? Con chim nó hót trên cao, nếu trời không có làm sao có mình? Núi kia ai đắp nên anh? Núi kia ai đắp nên cao? Sông kia biển nọ ai đầu mà sâu? Gai trên rừng ai bứt mà nhọn? Trái cây trễ trên cây ai vò mà tròn? Rồi ai vô xứ Huế mà coi? Sông Hương núi Ngự cảnh trời đẹp na đẹp thay. Rồi tiếp tục là trời Lam bão lụt mênh mông, sông khô hồ cạn, cá trên đồng còn chi? Sao rồng phun mưa, rồng phun lửa? Sao không phải là rồng cho mưa, mà sao người đời Việt Nam, những ông bà nông dân, những cô chú bác làm ruộng, làm đồng áng là không nói rồng ơi cho mưa đi, mà nói ông trời ơi sao hạn dữ vậy, ông trời ơi hãy cho con mưa. Trời không chỉ phải làm ra sông núi bão bùng mà còn làm vạn vật và làm cho con người cả sướng cả khổ nữa. Cho nên đi vào trong bài thơ là trời sinh ra, trời sinh cái cực mằng chi, bán thì nọ được, cho thì không ai xin. Trời làm một đấng toàn năng là trời làm một lặng gió đông, chồng tôi đi lưới rổ không trở về. Trời làm ghê gớm gớm ghê, bạn thời chết đói, nhà nghề thời không. Trời làm cho vợ chửi chồng, đi vay đi lại đi tạm lún cong đêm ngày, tất cả là ông trời. Cho nên cái gì á, bởi vậy cái gì đó của Thiên Chúa vẫn là thuộc về Thiên Chúa, cái gì của Gia-vê thì thuộc về Gia-vê. Cho nên không ai cướp được những cái trò bẩn, những cái câu chuyện bẩn, những cái chuyện dớ dẫn để làm gì, đưa con người ta lệch lạc, để là gì, để mà bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ. Nhưng mà rồi á, rốt cuộc loài người ở đâu đó họ vẫn có hình ảnh của cha họ, họ vẫn kêu cầu ông trời là cha họ. Nhưng mà đau lòng là họ lại đoạn tuyệt, họ lại không chịu, họ không chịu. Nhưng mà đến khi có cái gì mà nó nằm ở gọi là không còn đường xoay nữa thì mới cha mới mẹ thôi. Con đọc tiếp nè. Chắp tay vái lại buộc rời, gió đông phẳng lặng, đạo trời theo nhau. Ông trời trong ca dao là được thua là sự bởi trời, chớ thấy sống cả mà rời tay ra. Ai mà ở bạc có trời, lòng em khăng khẳng một lời như xưa. Trời là thánh thần, mọi thứ đều được nhờ ơn trời, do trời phù hộ, trời ban cho. Nhờ trời hạ kế sang đông, lúa khoai no đủ thông dong con người. Đương duyên trời định đắc kè, lòng em khăng khẳng một bề thương anh. Nửa ngày mưa bụi gió bay, anh bưng thau nước chắp tay vái trời. Trong trời một trận mưa xa, để cho ngoài ruộng trong nhà được vui. Tới đây là trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm, trong cho chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mới yên gì đó, mới yên gì đó. Tấm lòng hay xóm làng gì em con quên à. Rồi nhưng mà đó là mà nhiều lắm, con sẽ làm hết luôn để cho nó đầy đủ vậy. Xin cho con trẻ ăn ngoan khỏe mạnh nè, lạy trời phù hộ ấu nhi ăn no chóng lớn, biết đi biết đòi, biết biết đi biết đùa. Rồi vái trời cho đặng vuông tròn, trăm năm giữ vẹn lòng son cùng chồng. Xin cho tuổi già mẹ bình an, lạy trời cho miệng sống lâu, ai kêu bằng chó bằng trâu cũng ừ. Lạy trời trăm lạy trời ơi, trông cho trong ruộng ngoài khơi được mùa. Tất cả sự ăn uống của con người, sự đòi hỏi của con người đều kêu cha của mình, kêu cha mà không nhìn nhận cha, kêu cha mà không nhìn nhận cha. Ông trời ông mưa ông sóng ông xé cũng biết là ông trời đó, nhưng không nhìn nhận ông trời.
Những người nói láo nói không, xin trời quăng xuống giữa sông Bồ Đề, giống như bị hàm oan những ngày xưa đó. À, mày làm đi, ông trời có mắt nha, ông quả báo, trời trả quả báo. Người người đã người người hại không chết, mà trời hại mới chết. Rồi gì, lứa trời tuy thưa mà khó lọt. À, những người rồi à, trời không dung, đất không tha, là em mà ăn ở hai lòng, trời tru đất diệt không mong thấy chàng. Mẹ cha là biển là trời, phận con đâu dám cãi lời mẹ cha, phận con đâu dám cãi lời mẹ cha. Ông cha mà đội nón cời, muốn đi về gái mà trời không cho. Có nghĩa là từ trong cái cuộc sống đời thường kêu cầu Chúa, kêu cầu người cha đó cho mình, và kể cả là trong cái chuyện dí dỏm với nhau, đùa giỡn nhau cũng mang cha mình ra đùa giỡn. Cái điều đó là hạnh phúc, điều đó là vui. Nhưng mà ngược lại là khi mà về với cha đi, đi con đi về với cái ngôi nhà của cha đi thì là không về. Biết là ông trời, nhưng ông trời là thiên, thì ổng tạo ra mình thì ổng là Thiên Chúa. Thế nhưng mà không về. Con ngày xưa con cố chấp lắm, con làm lạc lắm, mà con khen ông Phật không à. Rồi con thấy một cái sự thật phũ phàng, những cái nơi á mà nhà chùa đó thờ rồng khắp nơi luôn, thờ rồng khắp nơi luôn, con nào có lấy tao đùng hết. Vô trong đó á, trên á thì Phật Thích Ca, dưới á Bồ Tát, Bồ Tát gì mẹ sanh mẹ độ, đủ các loại hết, toàn là buôn thần bán thánh trong đó, cái gì cũng tiền. Và một điều nữa là ví dụ như ai mà gửi thai nhi này kia là tính tiền, mà con thấy trả giá nữa. Rồi á, ví dụ như mình làm chùa chiền đi cũng là tiền của người dân, nhưng mà cứ người dân mà có mai chay đình đám tính tiền hết, rất là không đúng. Đi á mà sống là sống vật chất, mà vật chất là chỉ có sự giữ thôi. Bên Thiên Chúa là bên cha linh hồn của chúng ta nói như thế này: nếu như mà các con á đi theo đạo của cha thì không thể nào tôn thờ hai chủ, bởi vì ta tôn thờ Thiên Chúa thì không có vật chất, mà tôn thờ vật chất thì không có Chúa. Cho nên á, là kể cả cái sự ra đời của Thiên Chúa nó cũng đã giáo dục con người chúng ta ngay từ ban sơ. Chúa ra đời, có một đứa trẻ nào ra đời mà tới mà cái chăn lót cũng không có, mà phải nằm trong một cái máng cỏ? Chỉ có Chúa thôi. Cái sự đơn sơ nó quá là không ai bao giờ hình dung được. Họ cứ nghĩ là một người con ông trời mà xuống đó thì chắc là phải là mang một cái gì đó giàu có, ngọc lụa, là thứ gì đó sáng loè và lấp lánh, giống như những gì mà họ tưởng tượng là một người giàu có và quyền năng đi xuống. Còn khi mà họ nhận được một đứa trẻ, họ thấy một đứa trẻ nó nghèo khó trong một gia đình bình dân, sinh ra ở một cái chuồng bò, và gì họ bổ bán, họ coi thường. Mà Thiên Chúa xuống như vậy để cho Thiên Chúa mới làm gương cho chúng ta. Các con có thấy không, ta là cha Thiên Chúa đây, ta xuống ta làm người, ta còn cực hơn các con. Các con than các con khổ quá, nhưng khi các con ra đời, các con được ở trên một chiếc chiếu, các con có khăn có nệm, các con ở trong một cái phòng nó mát mẻ. Còn ta ở trong một cái chuồng bò. Các con ra đời, các con sống trong cái thời mà không ai truy đuổi các con, mặc dù á là sẽ có chiến tranh loạn lạc, nhưng mà họ không có đem con làm một cái gì đó là một cái điểm trọng tâm để mà họ giết con. Còn ta, nó truy cùng đuổi tận, từ lúc ở trong bụng mẹ nó cũng truy cùng, cho đến là khi ra đời nó cũng truy cùng, phải chạy sắt bắt sang bang. Rồi á, đến khi á, lớn lên một chút xíu đi vô nhà thờ giảng đạo, rồi phụ gì phụ gia đình, sống một cuộc đời có gì giàu có đâu. Mẹ Maria cũng nghèo khó. Rồi sau đó là bắt đầu là 30 tuổi là đi rao giảng nước trời rồi. Đi rao giảng nước trời rồi bắt đầu là đi làm những cái điều lạ, và để cho
để cho những người con người ta tin tưởng vào đó là người cha mà nó phải theo, nó phải tin tưởng. Nhưng rồi lòng người con người, lòng con người rất là khủng khủng khiếp, người ta nghi ngờ đủ kiểu, nghi ngờ còn, nhưng mà còn hơn thua nữa, hơn thua với nhau. Cái sự ác trong con người nó rất là dữ, mà cái sự ác đó tiếp từ con rắn. Các ông bà cô bác của chúng ta sống lâu sẽ nhớ, sẽ biết là con rắn nó thù rất là dai. Mình giết một cái ổ rắn, mình giết một con, những cái con còn lại đi báo báo đi báo thù luôn, nó khủng khiếp như vậy luôn. Cho nên là con rắn á, nó không phải là cái hình tượng mà đáng tôn thờ đâu. Nhưng mà ở bên Đông Nam Á rất tôn thờ con rắn, đặc biệt là Việt Nam chúng ta rất là tôn thờ nó. Nhưng mà bên đạo Thiên Chúa, cha Thiên Chúa nói rồi, con rắn là sự dữ, con rồng là sự dữ, chúng nó là một đó. Con rồng là của con Satan, của con Lucifer, còn con rắn là đại diện cho cái ác, sự dữ. Nhưng mà đâu có ai biết được đâu, nếu mà đi không đi theo đạo Thiên Chúa. Con á, thì con theo đạo á, là do á, là nhà con có người bị ung thư, rồi á, là con mới đi con cầu xin. Mà có phải con đến nhà thờ, con đến nhà thờ con bỏ tiền bỏ bạc ra đâu. Con ngồi ở nhà rồi con ở Sài Gòn một mình cũng như bây giờ vậy, rồi con cứ cầu xin á, trong tâm hồn con thôi, cũng chẳng nói cho ai biết. Mà nếu như có ở với ai thì chắc cũng hỏi, chẳng biết mình đang cầu xin. Tại vì Chúa nói là con càng mà âm thầm bao nhiêu thì ta càng thương bấy nhiêu. Bởi con nói với ông bà cô bác là anh chị em, là chúng ta đi theo đạo Công giáo là một cái đạo yêu thương, một cái đạo chỉ biết nâng niu và ban trao ban tình yêu thôi. Mà cũng con cũng nói thiệt là tất cả các anh chị bên gia đình, những người mà chưa vào đạo Công giáo á, xin cái gì Chúa cũng cho hết. Con cũng vậy á, con không phải gì tốt lành hơn đâu, là tại vì là con tin tưởng tuyệt đối, và thứ hai nữa là con cầu xin. Thứ nhất là con cầu xin, thứ hai là con tin tưởng tuyệt đối, chỉ có nhiêu đó thôi là Chúa cho ngay và luôn. Nhưng khi đã vào gia đình rồi thì có nề nếp gia phong thì mình theo thôi. Chứ còn mà con cũng thấy nhàn tên chứ đâu có phải giống như là bên này đâu, họ dắt mình đi lắc lêu lắc 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 léo đủ các kiểu hết, nó dắt đi linh tinh hết, hết đứa này dắt tới đứa kia dắt. Một gia đình mà có nề nếp không bao giờ đủ các phương án như vậy đâu, không bao giờ mà tùm lum tà la như vậy đâu, mà phải có một cái gì, một cái sự quản lý chặt chẽ, một cái gì ra cái đó. Là con nghĩ mà cái điều này nó cũng thực tế dữ lắm. Nếu mà ông bà cô bác mà có bước theo, mà có gia bước theo đạo Công giáo, các ông bà cô bác cũng không mắc gì đâu, mà cứ thử đi, mình tìm hiểu, mình coi như là mình thử đi, thử chắc mà không mắc gì đâu. Tại bên này người ta cũng không lấy gì của mình, nhưng mà nếu mà được thì được cả một linh hồn. Thì con đi tiếp, phải chi lên đặng ông trời hỏi xem duyên nợ đổi dời về đâu. Thậm chí là đùa giỡn nói, trong trời trời mưa cho to, không may thì mốt tôi gả chị cho trời. Một lòng chỉ quyết lấy anh, ong bướm ong bay bướm lượn xung quanh mặt trời. Lọt lòng nghe tiếng u oa, ân trời ban phúc mừng òa xiết bao. Ngửa mặt nhìn trời kêu có thấu, oan này rửa hận biết nào nguôi. Trời trời trông coi gìn giữ, giống như là trời sinh trời dưỡng, trời sinh voi trời sinh cỏ, hay là nhân sự tại thiên mà thành sự nhân sự, ôi cái gì ta, cái gì mà thành sự là tại thiên. Này còn trong này cũng có luôn, cha mẹ sinh con trời sanh tánh, trời sinh ra ông tướng giặc cờ bạc sóc đĩa dông đầy cả đêm. Nhưng mà cái gì cũng liên quan ông trời đó là giỡn vui thôi, có nghĩa là tại sao sinh ông ra ông giặc cờ tướng bài bạc rồi để cho ông hết tiền á, vậy đó. Thì vui giỡn gì cũng đùa với cha mình, rồi cầu xin cái gì cũng cha mình, nhưng mà để công nhận thì lại không công nhận. Rồi thiên sinh vạn vật duy nhân lối, thiên sinh vạn vật duy nhân tối linh, đại phú do thiên tiểu phú do cần,
Trời sinh voi sinh cỏ, trời cho ai lấy hưởng, trời kêu ai lấy dạ. Sống nhờ ơn trời, chết vì chầu trời. Đó. Trời không cho, trời cho không ai thấy, trời lấy không ai hay. Người Việt cũng, người Việt Nam mình cái gì cũng ông trời ha. Ông trời không á, nhưng mà con thấy đau lòng quá ông bà của bác ơi. Cái gì của ông trời hết á, biết là ông trời đó, nhưng mà không về được với nhà ông trời được. Không về được. Không về được. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mình có tính toán kiểu gì chăng nữa, nhưng mà thành hay bại á là còn thiên thờ địa lợi mà nhân hòa. Đó, thiên trước rồi thời vận rồi đất rồi mọi người, bốn yếu tố. Hồi xưa ông bà của chúng ta, hay là ví cái vụ gọi là ông hoàng, ông ngọc hoàng, tức là ông ở trên trời, ông ngọc hoàng, ông hoàng đế là trên trời, thừa biết luôn. Bà cũng đóng được những cái vở như vậy luôn á, thừa biết như vậy luôn. Bà không thừa nhận Thiên Chúa là ông hoàng đế ở trên. Ông là ngủ trên hoàng thiên ở trên đó. Giống như là trời không phụ bạc người có lòng tốt bao giờ, hoàng thiên bắt phụ hảo tâm nhân. Duyên ba sinh trời đã sẵn dành. Rồi chữ bạc mệnh ai ai ơi thấu với, cầu đa đoan trời hỡi thấu chăng. Trong trong cái cung Oán Ngâm Khúc cũng có câu là quyền họa phúc trời dành mất cả, chút tiện nghi chẳng trả phần ai. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn tự bởi lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Hay là trong truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có là ngẫm hai muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Hay là thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, nghĩa là thuận với trời thì còn, mà nghịch với trời thì mất. Mà cái câu này là con thấy đúng. Một khi mà đã phạm tứ trời rồi á, thì kiểu gì ổng cũng diệt. Là cái sự nóng. Thiệt ra là nghe ông trời thì nghe có vẻ là cái gì đó nó khủng khiếp, nhưng mà ông ấy tạo ra người, con người, những người con là chúng ta đây, rồi ông ấy cũng như chúng ta thôi. Nhưng ông ấy là không có, ông ấy là hiền lành, bản tính của ông trời là hiền lành, nhưng mà quyền năng hiền lành thanh khiết và quyền năng. Còn con người chúng ta có cái sự hiền lành cũng học từ cha có, nhưng mà chúng ta ôm cái sự dữ từ con rắn ở trong khu vườn. Thì tại sao á, Chúa là tạo ra chúng ta là người, nhưng mà chúng ta có phần con là chúng ta tiếp nhận phần của con rắn, thành ra chúng ta gọi là con người. Mà người ta thường nói là mày sống sao mà để cái phần con nó trội quá đi, cái phần người nó lặng mất rồi. Thế đó. Thì đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ mẹ cha. Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành thì đức cho con. Rồi xin chàng tinh sử học hành, để em cài cái cưỡi canh kịp người, mai sau xiêm áo thảnh thơi, ơn trời lọc nước đời đời hiển vinh. Cái gì cũng vậy, người ta thành đạt người ta cảm ơn ông trời, người ta làm ăn không được hạn hán mắc mùa ông trời. Cái gì cũng ông trời, vậy thì cha mẹ mình là ông trời chứ. Chứ sao lại là cái gì ở ngoài kia mà con thấy đưa những cái thông tin rất là không đúng. Rồi không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, còn trời còn đất còn non nước, có lẽ ta đâu mãi thế này. Hay là thằng đâu dám bắt tặng trời, lưới đâu dám bủa những nơi cá thần. Dưới mặt nước trói lòa yếm đỏ, trên bầu trời rộng có mây xanh. Từ ngày chia rẽ em anh, nước trời còn đó ai đành phụ nhau. Hay là trời cao đất rộng, em vọng lời nguyền, đất trời còn đó em giữ tuyền thủy chung. Trời ơi có thấu tình chăng, còn người nhân nghĩa lại căng mất rồi. Con người nhân nghĩa lại căng mất rồi, ở hiền thì gặp lành, những người nhân đức
trời dành phước cho. Ở sởi lởi trời cởi ra cho, ở so đo trời co ro lại. Rõ ràng là người Việt Nam của chúng ta rất là tôn vinh ông trời luôn, rất là thương, rất là biết là cái gì cũng của ông trời hết á. Trời ơi, xin giặc làm chi cho chồng tôi phải ra đi chiến trường. Lạy trời cho cả gió nồm, cho thuyền chúa Nguyễn căng bồn tiến ra. Hay là trong cái bài của Lý Thường Kiệt, Nam quốc Nam Hà, Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Học giả dịch như sau, học giả Hoàng Xuân Hãn dịch: sông núi nước Nam vua Nam ở, sông núi nước Nam vua Nam coi, rành rành một phận ở sách trời, cỡ sao lũ giặc sang xâm phạm, bay sẽ tan tành chết sạch tôi. Nếu như là con rồng thì tại sao là con rồng là đẻ ra họ, thì tại sao họ không rành rành một phận? Rồng làm chứng. Nước non là nước non trời, ai chia được nước ai dời được non. Trời sao trời ở chẳng cân, người ăn không hết người kẻ lần không ra. Trời sao trời ở chẳng công, người ba bốn vợ người không vợ nào. Trời sinh ra kiếp ăn chơi, sao trời lại ghép vào nơi không tiền. Cũng vui cũng giỡn cũng đùa giỡn đủ kiểu hết, cũng kêu cha linh hồn cha ra mà giỡn đi luôn ấy chứ. Bắc thang lên hỏi ông trời có tiền cho gái có đòi được chăng. Lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm tôi thổi, lấy chổi quét nhà con gà nhặt thóc. Hay là nhờ trời mưa thuận gió hòa, nào cày nào cấy trẻ già đua nhau. Lại trời mưa thuận gió đều, cho đồng lúa tốt cho chiều lòng em. Mỗi đêm thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì cày cạn, nơi thì bừa sâu. Nhờ trời mưa gió thuận hòa, nào cày nào cấy trẻ già đua nhau. Làng ta phong cảnh hữu tình, dân cư gian khốc như hình con long. Nhờ trời hạ kế sang đông, làm nghề cày cấy vuông trồng tốt tươi. Vụ năm cho đến vụ mười, trong làng kẻ gái người trai đua nghề. Trời ra gắn trời lặn về, ngày ngày tháng tháng nghiệp nghề trung chuyên. Dưới dân họ tên quan viên, công bình giữ mật cầm quyền cho hay. Trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa. Bây giờ phải gặp hội này, khi trời hạn hán, khi hay mưa dầm, khi trời gió bão ầm ầm, nghiêng vai ngửa vái ông trời, đường cơn hoạn nạn độ người trần gian. Đấy, cái này xin cả ông trời luôn nè. Trời làm một trận nắng chang, ông hóa ra thằng lằn hóa ra ông. Trời nào phụ kẻ có nhân, trời cho hơn lo làm. Làm trai quyết chí tu thân, công danh chớ vội nợ nần chớ lo. Khi nên trời giúp công cho, làm trai năm liệu bảy lo mới hào. Trời sinh trời chẳng phụ nào, công danh gặp hội anh hào ra tay. Trời quả báo, ăn cháo gãy răng, ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. Trời đánh thánh vật, ấy ngồi đáy giếng coi trời bằng vung. Cứ trong nghĩa lý luôn thường, làm người phải giữ kỷ cương mới màu. Đừng cậy khỏe chớ cậy giàu, trời kia còn ở trên đầu còn kinh. Tình nhau buồn bán cùng nhau, thiệt hơn thiệt trước sau như lời. Hay gì lừa đảo kiếm lời, một nhà ăn uống tội trời xuyên mang. Phí của trời mười đời chẳng có, làm người nên biết tiện tằng. Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi, những người đói rách rạc rời, bởi phụ của trời làm chẳng có ăn. Của trời lấy lại, của trời lại lấy đi. Dương hai con mắt làm chi được trời chê của nào. Trời trao của ấy
đời ông cho tới đời cha, đời nào khổ cực như ta đời này. Ngoài đồng cắm cọc giăng dây, vườn nhà đóng thuế vợ gầy con khô, sầu cào thuế nặng biết chừng mô hỡi trời. Lá vàng đeo đẳng trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời. Trời đánh còn tránh miếng ăn, trời nào phụ kẻ có nhân, trời nào có phụ ai đâu. Trời xanh có mắt, gẫm hay muôn sự tại trời. Đèn trời soi sáng bốn phương, đèn tôi sao sáng đầu giường nhà tôi. Đem đem thắp, ra thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Trời mưa thì mặc trời mưa, tôi không có nón, trời chừa tôi ra. Xưa kia chỉ biết kêu trời, mà nay biết gọi trời là cha. Nhưng mà nay đã biết gọi trời là cha, trần gian chẳng phải là nhà, đi vì vĩnh cửu gặp cha trên trời. Đó các bà cô bác thấy không? Trong các ca dao những tục ngữ Việt Nam con thấy là đi đúng hướng luôn, biết gọi luôn cha của mình luôn đó. Con nói bên đạo Thiên Chúa là đã là một cái đạo của ông trời rồi, ông trời chỉ mong mong dạy rất điều hay lẽ phải thôi, dạy rất là nhân nghĩa, sống bằng tình thương, ban phát một con người bình thường thì sống bằng một con người bình thường, trao ban yêu thương, sống như Thiên Chúa đã sống, chỉ ba trao ban yêu thương thôi, chứ không có đóng tai đóng mắt đóng mũi lại rồi đi tu đâu, đi niết bàn. Niết bàn lát nữa con sẽ giải thích niết bàn là gì, rồi bắt đầu là gì, giác ngộ là gì, rồi có thờ có thiên có kiêng có lành, rồi hay là con đi khắp nẻo đường trần, cần gì con gọi cha nơi thiên đàng. Chẳng còn nhỏ bước đường dài mỏi gối, đưa tay lên ta ẩm bế trong lòng. Đất rộng mênh mông vẫn không vượt trời thẳm, còn có ẩn mình cũng không thể trốn ta. Nghịch lý là vậy nhưng ơn cứu độ. Đúng rồi, nghịch lý là vậy á, nhưng mà cái ơn cứu độ mà của Thiên Chúa hoặc là Chúa kêu gọi. Mà con hỏi các ông bà cô bác cứ nhìn lại xem, có một cái đạo nào mà nó đứng ra nó giành giật con cái không? Là con là con của ta không? Con hỷ vị với ta không? Ta hy sinh cho con, ta chết cho con. Chỉ có cha mẹ mới chết cho con thôi, không ai chết cho con cả. Không ai chết cho con, cho loài người một cách vô lý. Đạo Phật cũng không ai chết cho mình hết. Tại vì đạo Phật á là cái bước chân của ông Tất Đạt Đa, ông đi như vậy rồi, ông đã từ bỏ vinh hoa, từ bỏ hết. Có nghĩa là cái gì thuộc về nhu cầu con người là gạt bỏ, đoạn tuyệt với tất cả luôn. Có thì ăn, không có thì thôi. Có thì mặc, không có thì thôi. Và không, có vẻ như là không không. Không không, rũ bỏ hết tất cả, gọi là không. Không đó gọi là giác ngộ. Giác ngộ là khi nào ông ấy tọa thiền 49 ngày thì ông ấy đã giác ngộ. Tức nghĩa là ông ấy giác ngộ là giác ngộ như những gì con nói. Không hết, cái gì cũng không. Đóng hết cửa lại, đóng hết tất cả mọi thứ, các cái giác quan của con người lại, rồi không có nhu cầu gì hết, gọi là giác ngộ. Để làm gì? Để đẩy cái khổ ra. Tại vì ông bên ông Tất Đạt Đa, ông có cái thuyết như vậy. Cái đó không phải để làm một con người. Chúng ta sinh ra làm người để chúng ta sống trong yêu thương, và chúng ta sẽ sống cho thật là tốt rồi, chứ đâu có phải để chúng ta đày đọa cái bản thân mà đến mức độ mà ăn uống rồi không có cái gì hết trơn. Rồi ai là người làm mình ăn? Rồi cái đạo của ông tu vậy, bây giờ ai cũng đi tu theo ổng hết. Rồi tu sao? Ở nhà cũng tu vậy hả? Rồi không ăn, rồi không lẽ giờ ngồi chậm chân? Còn nếu mà học theo cái kiểu mà ổng nói á, là cái dùng từ là con nói thôi rồi, nó ba hoa đủ thử hết trơn á. Rồi là cắt đủ các kiểu hết, đủ các kiểu để mà nói rất là văn thơ. Ví dụ như họ cũng nói sống bác ái, nhưng mà sống như thế nào là bác ái mới là yêu thương con người. Cho nên á, rằng á, là họ lợi dụng hai cái chữ đó, gọi là cái chữ gọi là gì, làm phước và bố thí á, để mà gì, để mà lấy cái để mà được cái hưởng cái phúc mà đi lên đi được được gì, để mà có cái phúc mà để hưởng cái gì mà lên trời á. Thì bây giờ á, là người ta cứ thế là người ta nghĩ đi, cứ cho đi và cứ mang chua chùa trong chắc một núi luôn,
Nhưng mà ở trong đó đó người ta sống có tốt không? Người ta sống có tốt không? Ông ấy nói ông Phật Thích Ca ông nói là đời là một bể khổ. Và cái khổ đó từ đâu? Là từ cái nhu cầu mong muốn của con người. Nếu như chúng ta không có nhu cầu gì hết là chúng ta không khổ. Ví dụ không ăn cơm, không ăn cơm thì mắc mớ gì đi tìm thức ăn, không khổ. Giờ á không muốn tắm, vậy thì mình đừng tắm, mình đâu phải mất công mình đi tắm. Rồi là không muốn nghĩ gì hết, ông nghĩ gì hết thì làm gì có cái gì đâu nghĩ, thì mắc mớ gì khổ, khổ phải suy nghĩ. Rồi bây giờ tích cái gì cũng không hết, thế thì nó rơi vào cái tình trạng gọi là giống như một cái cây rồi, vô tri vô giác, là rơi vô cái tình trạng đó. Có nghĩa là làm sao là không có một cái cảm xúc gì hết, đóng hết lại, không thấy không nghe và không quan tâm. Ổng quan niệm rằng ái ái là nó sẽ xảy ra nhiều thứ lắm, cho nên là diệt ái, diệt ái, diệt tham sân si, diệt hết, diệt cho sạch trơn. Tức có nghĩa là con nói con người ta mà có thể ái, có thể sao tham, có thể sân, có thể si, nếu như sáu giác quan này không mở ra thì có biết ở đâu mà tham mà sân mà si. Một cái kẻ mù biết cái gì đâu mà ham, một cái người câm biết gì đâu mà có nhìn thấy cũng đâu có nói được. Rồi cái người mà họ điếc, ai nói gì kệ, họ có biết gì đâu họ trả lời. Thành ra là gì, không biết thì lấy đâu mà khổ, không biết thì không khổ. Cho nên là ông đi theo con đường diệt, tức nghĩa là đoạn tuyệt với tất cả thế giới bên ngoài. Ta ngồi đây nhưng mà ta không hay không biết, ngồi đây nhưng mà nghĩ vô trong tâm, cứ dồn hết vô trong cái tâm, chọn bên trong này là xong, bên ngoài là không, là không, là không, vậy thôi. Là bốn cái cảnh khổ, ổng chỉ vì bốn cái cảnh khổ ổng ra, ổng thấy là người ta là đau ốm bệnh tật khổ sở già yếu đám ma đám đồ, cái là ông gì ông làm vậy đó. Nhưng mà con nói gì nghe, cái sự tích mà ra đời của ông ấy nó rất là lạ thường. Cái thai nhi mà của bà mẹ mang là cũng ra đời một cách lạ thường, để lát nữa con đọc cho nghe. Thì bây giờ con đi, là cái vấn đề là cái vấn đề của ông ấy thì con cũng nói nãy là ổng cái gì ổng cũng là khổ hết, mọi cái nhu cầu đều là khổ. Con tóm gọn lại thôi, chứ còn Phật thì bên bên đó thì họ văn thơ lắm, lai láng luôn, và họ nói rất là lực ngôn tình đó, ngôn tình lực tự từ ngữ là bay bổng. Rồi sau 49 ngày khi ông ta đoạn tuyệt hết với mọi cái giác quan không gì hết, là coi như là giác ngộ, giác ngộ là coi như là hiểu hiểu biết rồi đó, hiểu biết là bây giờ khổ là khổ, là từ từ trong những cái nhu cầu, từ trong sáu cái giác quan đó. Thành ra là họ gọi là tham sân si hỷ nộ ái ố đó, đó thì cái kiểu đó, đó thì đóng hết lại là coi như diệt hết cái đó đi, diệt hết cái đó đi. Bây giờ ai diệt được cái đó là ok. Vậy xong cái đi, ổng đi rao giảng. Họ hay có những cái từ rất là trừu tượng, ví dụ như là vô thường. Vô thường là gì? Vô thường là có cũng như không có, vậy đó, có cũng như không, thoáng có rồi mắt đó. Có nghĩa là có kiểu vô thường là vậy đó, cái kiểu nó vậy đó. Rồi niết bàn là gì, mà nếu như tôi theo ông ấy thì niết bàn là gì? Dạ để con cũng trả lời luôn, niết bàn là như thế này, là ông ấy sẽ có nghĩa là họ quan niệm là họ không có đầu thai, mà niết bàn là họ sẽ duy trì một cái họ ngồi thiền định, họ suy niệm, rồi họ họ rơi vô cái tình cái gọi là cái rơi vào cái sự gọi là thảnh thơi trong cái tâm hồn, mà họ cảm thấy rằng là họ không cần lo, cần nghĩ, cần cái gì bên trong. Giống như là mình ngồi bữa ai cũng vậy, có họ bình thường chúng ta cũng đã rơi vào cái tình cái trạng thái này rồi, cái trạng thái niết bàn này ai cũng rơi rồi. Là gì? Khi chúng ta ngồi mà chúng ta nghĩ một cái điều gì đó, chúng ta ai cũng gọi chúng ta không nghe,
ai nó gọi chúng ta không nghe, và thậm chí ai làm chúng ta cũng không hay không biết. Đó là trạng thái niết bàn. Con ví dụ vậy cho mọi người hiểu là nó rất là dễ là vậy đó. Niết bàn là khi chúng ta không tập trung với thế giới bên ngoài, mà chúng ta đang ẩn vô bên trong và mọi thứ đều không không. Người ta cho là sắc không không sắc. Nó vậy đó. Thì như vậy gọi là tới niết bàn. Niết bàn có nghĩa là dập tắt hết tất cả, dập tắt hết, đoạn tuyệt hết, quốc tử hết, tử hết tất cả các giác quan ở đây, là vậy là được rồi, không dục vọng không gì hết, không còn mong muốn gì nữa. Đó, xong. Khát nước đúng không? Cứ đơn giản đi. Không không cần khát uống nước nữa cũng được nữa. Là chúng ta gì? Đầy đọa mình. Đầy đọa mình. Nhưng một con người mà sinh ra ai cũng vậy thì ai đi làm đi ăn, rồi sao tính sao? Rồi sao? Cho nên con thấy nó rất là mơ hồ, nó không hiểu nổi luôn. Rồi bây giờ á, thôi bây học theo thuyết của ổng là ổng cũng nói là tu tại nhà cũng được, đây tu tại gia là làm phước bố thí, rồi bắt đầu là học đạo, rồi phải hiểu được, không được dâm ô đạo tặc nói dối vọng ngữ, rồi ví dụ như sinh ra rượu chè bơ bết đủ các loại đi, rồi phải biết là suy niệm, rồi phải trì giới cái này nọ. Nhưng mà đủ các kiểu hết, mỗi người kiểu, và cũng không ai mà dắt đi đúng đường đâu. Con giờ là sau cái này là con sẽ rồi đưa đi rồi tiếp tục một cái nữa là ở bên này người ta gọi là rồi tu để giác ngộ, để đi lên, để vào cái nơi gọi là cực lạc, đi về miền cực lạc, vãng sanh về miền cực lạc. Vãng sanh là chết đó. Là cái nơi đó là đâu, hay người ta gọi là An Lạc Quốc, là cái nước An Lạc á. Mà cái nước An Lạc Quốc đó ở đâu, ông bà cô bác biết ở đâu không? Bên Phật giáo gọi là Tây Phương Tịnh Độ. Mà Tây Phương là chỗ nào ông bà cô bác? Tây Phương hay Nam Phương hay là Đông Phương, như chúng như chúng ta nữa, cái chỗ nào ẩn thì cái mặt đất như nhau mà. Giờ đi đâu? Đi Tây Phương. Cái hồi xưa thì con nghĩ Tây Phương, con qua, con chưa ra phương Tây con cảm thấy con trừu tượng dữ lắm. Chắc cả bên kia như thế nào con hình dung nó mơ hồ, nhưng mà bây giờ con thấy nơi đâu cũng vậy à. Chẳng qua là cái tên gọi khác nhau, đất khác nhau, thời tiết khác nhau. Ở mình không có tuyết, ở mình là không có núi lửa, còn những chỗ khác có. Ở đây thì nó không có các nhà cao, tòa lâu đài bự 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 bự. Thì trong thành phố nó có vậy, thì đi chỗ khác nó giàu có hơn, nó vậy thôi. Còn con người thì mỗi người mỗi nơi một ngôn ngữ, thì nó cũng chẳng có gì hết. Bây giờ đi qua Tây Phương Cực Lạc là qua chỗ nào? Không chấp nhận thiên đàng. Chắc chắn là bên đạo Phật là họ không chấp nhận thiên đàng. Ở đó cái cõi Phật của họ chính là nơi Tây Phương Tịnh Độ. Đó trên con nói mà các anh chị em rồi họ mình đang bên đinh đạo đạo Phật đó. Thì chúng ta cứ nhìn lại đi, em nói có đúng hay không thôi. Ăn ai thì kham khổ, thứ gì cũng khổ hết. Rồi bây giờ thì coi như em đi về cái vấn đề là hình ảnh, thì cái gì cũng vậy, nó phải có một cái hình ảnh ở đây để cho em chứng minh là cái ngôn ngữ á, em phải nói được rằng là họ dùng ngôn ngữ rất là mỹ miều. Họ dùng ngôn ngữ rất là hay. Nhưng mà cái kết quả chúng ta nhận được là một cái khác. Có nghĩa là con nói thật là mình ăn bánh vẽ, con rất là biết ơn là tại con rờ được cái sự tin tưởng ở bên Phật giáo. Cái gì cũng hay hết, họ nói rất hay. Nhưng cái thực sự trong cái hay đó là cái gì? Bây giờ con đi từng cái một. Bồ Tát Phật giáo. Bây giờ Bồ Tát, con có cái điều này con chia sẻ cho quý ông bà cô bác coi con nói đúng không. Cái đạo Phật giáo này á, ông Tất Đạt Đa này, ông sinh bên cái nước gọi là Na Tỳ A Vị, bây giờ gọi là Nepal của Ấn Độ, Nepal. Thì cho con hỏi rằng là
ở bên cái đất nước Ấn Độ đó, có phải là cái người đàn ông họ râu rất là rậm không? Người Việt Nam mình có thể đàn ông ít râu chứ không phải là không có nha, ít, có một số người ta lưa thưa, nhưng mà riêng đàn ông mà ở bên cái đất nước gọi là phương Đông đó, mà nằm ở cái mé bên đó đó, Ấn Độ là râu rất là rậm, rất là rậm. Vậy cho con hỏi lý do gì một cái ông mà ở bên cái đất nước đó ổng rậm râu như vậy, nhưng mà ông Phật á, ổng không có râu, mặc dù á là ổng đi tu, ổng đi nơi một cái nơi xa, cũng không có dao cạo, cũng không dễ, ổng cũng đâu có chăm chút gì bên ngoài đâu, ổng cũng không làm gì hết. Thì tại sao á râu ổng không có? Nhìn cái khuôn mặt á rất giống người nữ, nhưng mà cái cách ăn mặc mà để mà cái áo mà nó xuống khỏi vú á, thì đương nhiên không thấy vú thì phải là đàn ông. Mà ngồi tọa trên một cái tòa sen, phía sau lại là hình con rắn 9 đầu, 2, 4, 6, 7, 7 đầu. Con rắn 7 đầu này, đây là sự ra đời, đây là sự ra đời của Đức Phật đây. Thì con sẽ đi về vị Naga, con đọc cái truyền thuyết Naga coi. Mối thù truyền kiếp của Naga và Garuda gốc từ thiên sử Thi Maha Bharata. Naga là một linh vật á thần gốc Hindu, có hình tướng mặt người thân rắn với cổ bành của loài rắn hổ mang. Theo truyền thống Hindu giáo, Naga là con của Kadaru, vợ của ẩn sĩ Kashyapa. Kadaru đã sinh ra 1.000 quả trứng và nở hơn 1.000 con rắn nhằm mục đích tạo nên cộng đồng dân cư cho cõi Vatala, tức cõi âm. Tức cõi âm. Vậy thì con rắn này nó đại diện cho cõi âm, không lên thiên đàng đâu, không đi lên được thiên đàng đâu, nó sẽ đưa hết xuống hỏa ngục. Thì đây chính chính bản thân nó là người đã nói lên điều đó. Rồi tiếp tục nè, để con copy đường link này trong đó luôn, để cho anh chị cô bác chúng ta cứ xem đi từ từ rồi đánh giá con cũng được. Dưới mặt đất gọi là Nagaloka, đặt dưới sự thống trị của các Naga chúa, tức là những con rắn chúa. Kẻ thù truyền kiếp của loài Naga là loài chim Garuda, thường được gọi là chim cánh vàng, kim sĩ điểu trong văn Phật, trong văn học Phật Phật giáo. Trong qua một cuộc đánh cược dại dột, Vinata trở thành nô lệ của chị của mình là Kadaru. Đám đang để cô lại. Vì Phật thử sự tích của Phật. Trong sự tích kể về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có liên quan đến hình tượng con rắn Naga. Lúc hoàng hậu Maya hạ sinh ngài tại vườn Lâm Tỳ Ni, thái tử Tất Đạt Đa được một vị vua rắn Naga 9 đầu phun nước tắm 9 đầu, nhưng mà vẽ trong đó là vẽ cái 7 đầu thôi. Thì 9 đầu này hồi nãy con mới đọc ở bên là gì, ở miền Nam chúng ta có sông Cửu Long, rồi bao quanh Đức Phật sơ sinh. Con rắn 9 đầu này nè, nó là nó đâu rồi, phun Naga 9 đầu phun nước tắm. Điển tích này được người Trung Hoa mô tả bằng đề tài điêu khắc là hình tượng chính con rồng bao quanh Đức Phật sơ sinh mà người ta quen gọi là tượng Cửu Long, tức nghĩa họ cho điều này là đúng, đúng hoàn toàn là có thật nha. Tượng Cửu Long theo Phật giáo Khmer, rắn thần Naga là một loại vật linh thiêng và gắn liền với Phật giáo Khmer. Sự tích về cuộc đời Đức Phật cũng đã có rất nhiều chi tiết liên quan đến loài vật này. Thì con nói riêng cái vùng trung, có vượt có phiên phương đông của Việt Nam mình, ở ở cái vùng phía đông này nè, là nơi cư ngụ của sự dữ, và chúng ta nuôi nó, và chúng ta nuôi đó. Cho nên tại sao á là ở cái nơi này nó sẽ diễn biến một cách khủng khiếp, và nó sẽ xảy ra một cái thời kỳ cuối là khủng khiếp. Tại vì sao? Chúng nó ẩn hết ở đây mà, ẩn hết ở đất nước này luôn. Các anh chị cô bác có thấy rằng là còn ở đất nước nào ngoài là Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc
Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc còn nữa. Ma 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 gì? Ma Myanmar. Những cái đất nước Phật giáo đó, khủng khiếp. Rồi là Thái tử Tất Đạt Đa được một vua rắn Naga chín đầu phun nước tắm. Điển tích này được người Trung Hoa mô tả bằng đề tài điêu khắc là hình tượng con rắn, là hình tượng chín con rồng bao quanh Đức Phật sơ sinh mà người ta quen gọi là tượng Cửu Long. Rồi tiếp tục là Tất Đạt Đa thành đạo ngồi thiền gần bờ sông Mết Chalin. Khi ấy trời nổi cơn giông gió, mưa to, nước dâng cao, một chúa rắn Naga bảy đầu xuất hiện đến gần Đức Thế Tôn và cuộn thân hình mình lại làm vách ngăn nước, lấy cái đầu của mình làm mái che cho Đức Phật. Ông Đức Phật này ổng đi tu mà không biết ổng tu làm sao, mà nghe nói là ổng dùng cái sự từ bi của ổng, ổng vô một cái hang có con rắn trong đó và ổng đã thuyết phục được nó, thu phục được nó, bởi vì là nó cái nội công của nó không bằng ông ấy, nó muốn giết ổng nhưng mà nó không làm được vì tất cả mọi cái là thua, cho nên nó thu mình lại, nó ngồi đó thì ổng mới nói là vô vô trong cái chén ông ca đang cầm đây, uống mình ngồi vô đây đi. Thì trong kinh mà Maha Sát Đầu, lúc Phật hạ thế có con rắn chín đầu phun nước thơm tắm cho Đức Phật. Vào tuần thứ sáu sau khi thành đạo, bỗng nhiên có trận mưa to gió lớn, trời tối sầm sập, mây đen kéo đến, mãng xà vương Mukha Dinha từ ổ chui ra, uống mình quấn quanh Phật để bảo vệ cho ngài. Bên đạo Phật Công giáo của chúng ta cũng sẽ lắng nghe những cái điều này. Đầu rắn bạch ra che mưa cho, vì thế mưa gió không ảnh hưởng đến quá trình tu luyện. Ngày thứ bảy khi trời quang mây tạnh, rắn thần rời bỏ Đức Phật, hóa thân thành một thanh niên tuấn tú khai sáng cho. Một câu chuyện khác kể lại rằng rắn Naga chính là vị thần hộ pháp canh giữ viên ngọc. Vị thần hộ pháp canh giữ viên ngọc mọi điều ước, và câu chuyện xảy ra sự tích 7 ngày tu đầu tiên của Phật. Trong thời gian tu khổ hạnh dưới cội Bồ đề thì mưa gió nổi lên, nước dâng cao ngập cả chỗ ngồi thiền, và có một vị vua rắn Naga liền bò ra khỏi nơi cư trú của mình, lấy thân cúng lại thành 7 vòng tròn như bảo tọa cho Phật ngồi nhập định khỏi bị ngập nước, và vươn cao chiếc đầu phình to ra tạo thành cái tán che chở cho Phật. Theo Phật thoại khác thì có một chúa rắn Naga vì sùng bái Phật quá Phật giáo nên hóa thân thành một vị sa di và sinh hoạt tôn giáo như các vị sa di khác. Đức Phật biết và mời vị chúa rắn Naga lại bảo việc tu hành. Ngoài loài người ra không có động vật nào tu thành chính quả cả, vì thế mà nhà ngươi không nên bỏ phí công sức. Naga mới thỉnh cầu nếu sau này có người nào xuất gia xin hãy gắn tên cho họ trước khi làm lễ xuất gia. Đức Thế Tôn đồng ý, và từ đó người chuẩn bị xuất gia được gọi là Naga. Từ một con rắn nó hiện thân vào một con người, mà con rắn là sự dữ mà lại đi bảo vệ, tôn thờ con rắn vô cùng luôn. Viết rằng hàng đêm đây này, vị vua Khmer tin rằng mình đã giao phối với một Nagini xinh đẹp. Vị vua Khmer giao phối ha, giao phối đó, quan hệ á, duy trì dòng dõi hoàng gia. Trời ơi, sao con thấy cái lệch lạc quá đi thôi á. Trong Chân Lạp Phong Thủ Ký, Châu Đạt Quang viết rằng hàng đêm quốc vương đều có đến ngủ với một nàng tiên rắn. Thôi thì họ cứ ngủ với động vật không à, thì ở cái vấn đề là bây giờ nó dậy nó ngủ với động vật hết thì họ không có, họ chấp nhận cái con rắn này là một vị thần và cần phải là được bị tôn kính, thậm chí ăn ở như là một loài người luôn. Thì bây giờ là mình sẽ coi hình ảnh, và bên cạnh đó thì mình sẽ coi những cái thần Phật mà chúng ta hay đọc bên đó. Thì tượng Đức Phật Naga bảy đầu che mưa cho Đức Phật ngồi đây đó, bảy đầu che mưa đây
Ờ, có thấy gì không trời? Con mới có thấy gì không nữa. Đó. Rồi. Rồi con lại tiếp tục con cho thấy nữa là đây các vị thần đây. Các vị thần mà thờ đây. Còn các ông Phật Thích Ca này là con cũng lưu ý là không có một cái râu, đàn ông nhưng mà không râu nha. Đàn ông mà không hề có râu. Đàn ông ở bên Ấn Độ không thể nào không râu, nhưng mà riêng ông này không có râu, mặc dù ông sống ông cũng không có quan tâm đến cái vấn đề là nhan sắc gì hết, nhưng mà thật ra phải râu túi bụi chứ. Rồi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát theo như các anh chị ông bà cô bác của chúng ta cứ nghĩ rằng là Quán Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ ạ? Một cái hình tượng mặc đồ là nữ, khuôn mặt là nữ, nhưng mà không mặc cái áo mà xuống tới đây á, thì không có ngực thì tức là nam. Nhìn họ ra cái vẻ bán nam bán nữ. Thì con nói vậy các cô bác cứ kiểm chứng lại đi, con không miêu tả dưới dạng nữ. Quán Thế Âm thường được miêu tả dưới dạng nữ, gọi là ai thường được miêu tả dưới dạng nữ à, nhưng mà nhìn là nam à. Nhìn thì là mặc áo mặc đồ mới nhìn là nữ, nhưng mà phân tích áo quần ra và không có ngực thì là nam. Rồi tiếp tục đi xuống dưới xem bói biết giàu nghèo, ôi trời ơi. Rồi tiếp tục Bồ Tát Đại Thế Chí cũng y như vậy luôn, nam hay nữ, nhìn là nữ nhưng không có vú thì là nam, mặc áo như vậy không có vú là nam, có cách đĩa tay đĩa đồ là nữ đó, nhưng mà lại như vậy gọi là nam. Tiếp tục là Bồ Tát Địa Tạng Vương, thì cái ông này người ta hay gọi là ông Đường Tăng đó, đó Đường Tăng đó. Rồi tiếp tục đó, đây là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, cũng là đàn ông nhưng mà trong cái cách mặc đồ của đàn bà, nhưng mà lại đi với một con vật nha, đi với một con vật rất là hung dữ, có nanh, đi chung với một con vật rất là hung dữ có nanh. Rồi tiếp tục là Bồ Tát Kim Cương Thủ. Thì các anh chị cô bác thấy cái gì trong cái hình này? Đây là một con quỷ có hai cái nanh, có bốn cái nanh, và nó đang bị lửa cháy xung quanh nó. Nó đang bị lửa cháy. Nó đang bị lửa cháy. Nhưng mà người ta nói đây là gì? Đây là Bồ Tát Kim Cương Thủ. Các ông bà cô bác của chúng ta, anh chị em của chúng ta ơi, bên đạo Phật người ta thờ những cái Bồ Tát như thế này sao? Cái lửa này là lửa hỏa ngục đang thiêu chúng. Đây là hình ảnh mà theo như con được biết á, nếu như á, mà là thần là Phật không bao giờ có lửa đốt cháy như vậy, và không bao giờ nó xấu dữ tợn như vậy, nó xấu mà nó mọc nanh như vậy, nó đã thành quỷ rồi, và nó lên nó lừa dối con người, nó nói nó là thần, nó là Phật và nó đi giúp đời. Chứ con hỏi khi mà ai bước chân vô chùa hay là đi tới trên cái tượng ảnh này kia mà Bồ Tát này nọ, có phải xin cái gì là phải đổi chác lại cái đó không? Cho con cái này đi, cho con cái này đi, rồi con làm được rồi con mang con biếu, con mang hoa quả tới, rồi hay là con cúng cho gì gà quay heo quay gì đó đi, tùy theo mà cái sự việc mình đạt được nó giá trị bao nhiêu để mình có thể cho bấy nhiêu, thì có phải là một sự trao đổi không? Họ cũng đâu có cần mình yêu họ đâu, những cái thằng này họ không cần mình yêu họ, họ không cần, nhưng mà đối với Thiên Chúa là gì, để con so sánh đâu là cha và đâu là người ngoài, tức có nghĩa là họ yêu, họ không yêu mình, nhưng mà nếu như mày xin tao thì mày có sự trả trả lại, có cái gì đó trả trả lại. Còn bây giờ ở bên đạo đạo Thiên Chúa thì các ông bà cô bác cứ cứ nghe con, là cứ nghe con một lần không mắc gì hết. Các ông bà cứ vô một cái xó nào đó ở trong nhà đi, mình đi theo đạo Phật riết quen rồi, bây giờ mình cầu Chúa thì kỳ lắm đúng không? Thì bây giờ mình âm thầm mình nói ra trong trong tâm hồn mình, cứ cầu đúng cái ông trời đi, ông trời ơi xin cứu con,
hay là cha Giêsu ở cứu con chừng đó thôi là xong, bệnh tình nó cũng qua. Rồi bây giờ con tiếp nè. Rồi tiếp tục nè, thằng phạt nè, Bồ Tát trừ cái chướng nè. Đó. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Và tiếp tục là gì? Tiếp tục là Bồ Tát Phổ Hiền nè, đó, đi với một con voi. Mà nam không ra nam, nữ không ra nữ, tất cả họ là nam đó. Tất cả họ là nam, đó là hình ảnh của Lucifer. Lucifer là một thằng nam. Và nó như thế này đây. Và đây là đây. Đây, đây cái nó gọi là Bồ Tát hư không tạng. Bồ Tát đây. Bồ Tát này chưa mọc nanh, ông này chưa mọc nanh. Chưa mọc nanh. Rồi. Tiếp tục. Con chuẩn bị rất là kỹ rồi. Đây, thằng Brahma đây. Thằng Brahma đây là cũng là bên đạo Phật đây. Đó, đó. Nhưng mà nó lấy một cái gì là Hindu. Đó, tay chân quá trời. Tay chân quá trời. Nếu như mà biết làm sao tay chân quá trời này, cái này rất là dễ. Bên đạo Công giáo của con không phải là không tin có ma, có thần, có không không tin không tin không có oan hồn có ma đâu. Có và có chứ không phải là không. Nó bắt người ta nè, nó bắt người ta, nó bắt linh hồn của người ta, nó nhồng vô thấy cho con người nó nè. Bây giờ tay chân đầy hết trơn đây nè. Nó ra quỷ rồi, nó ra quỷ nó mới đủ thất cái loại như vậy. Nhưng mà bên họ đánh tráo khái niệm, họ coi đây là thần, thần tối cao, đấng tạo hóa vạn vật thế gian. Trời ơi, nếu mà tu ra thần như vậy thì chết mất thôi á. Rồi thằng đây, đó, thằng đây khủng khiếp chưa? Đó, thằng gọi là thằng Vishnu, mình là mình cá, xanh lét hết trơn. Rồi thằng Shiva, thằng dậy đây, ông này mọc nanh rồi, quanh ổng là những ngọn lửa cháy, con thấy điều đó là hình như ngọn lửa, tới ngọn lửa hay gì á. Rồi tiếp tục là đây là một cái thằng gì đây nữa, thằng Sarawati đó, thằng đây, thằng ở cái nơi gì mà thấy khủng khiếp quá, đâu có đẹp như thiên đàng đâu. Thằng đây nữa, thằng cũng nhiều tay đây nữa. Thằng tiếp. Quá trời thằng luôn, thằng một thằng đó, thằng này là cái mũi lạnh giống như là con voi. Đây là cái thằng này là có con rắn nha. Các ông bà cô bác của chúng con cứ nhìn là những cái gì mà hai cái người một nam một nữ này mà để trên người, người ta toàn là hình ảnh rắn hết á. Từ cái cổ nè cho đến cái cây này và tới cổ, đồ quát ở trên cái tóc luôn là đều là rắn, con rắn hổ mang hay. Đây nhiều tay nhiều chân nhiều mắt nhiều, mà đi với lại một con vật nữa thì chúng nó đánh nhau không. Trời ơi, coi thằng nè, thằng Ganesha, coi ông bà cô bác của con không lấy gì, mình chút nó quỳ xuống những cái phật dày không biết chúa rồi á, thì mình về chứ còn kiểu này thôi chết luôn. Đó, con ngày xưa con nghĩ thứ này là hay ho gì lắm, vì con có hiểu gì đâu. Đó, đẹp không? Kinh khủng không? Nè, thằng gì, thằng Ganga gì nè. Đó, đi với một con cá sấu. Ui, cho thằng nè. Thằng này lưỡi le ra, đầu lâu không. Nó giết rất là nhiều người. Và cuối cùng là gì? Nó có nhiều tay, nhiều chân. Bao nhiêu tay, bấy nhiêu chân là bấy nhiêu con người. Nó đã lấy cái linh hồn của ta. Nó lượm bao nhiêu, nội cái đầu lâu này chắc là bao nhiêu con rồi, bao nhiêu con người rồi. Chùi nó đạp, nó giết con ta kìa. Đây không phải là đồng loại của nó sao? Đây là cái người mà hắn đang đạp xuống dưới đây, không phải là cái người giống nó sao mà sao hắn đạp nó giết rồi. Rồi tiếp tục nè. Đây là thằng nè. Thằng. Đó. Nó có ông bà cô bác coi nó dữ tợn không? Coi phải không? Đó, coi kìa, đây là dưới hỏa ngục, đây là lửa hỏa ngục đây nè, đây là lửa hỏa ngục đây nè, chứ làm gì mà có trên thiên đàng, mấy người này làm gì có lên thiên đàng, ở dưới hỏa ngục đó ông bà cô bác ơi, con
con con cũng mong rằng mấy ông bà cô bác coi lại giùm con với, tại vì đều nhìn lại đi rồi con đưa ba cái đường link cho xem để mình có một cái hướng đi sao cho nó đúng đắn. Chứ con thì tới thời kỳ cuối rồi thì con cũng lo, con làm những cái gì mà con thấy là lương tâm con có thể giúp được ai con giúp thôi, thì cũng tùy thôi. Chứ còn con để trên mạng xã hội đó rồi ai tham khảo được và tin tưởng cái thực tế đi, chứ còn con không vẽ ra những cái hình này. Đây thằng, đây thằng Varuna của họ đây, có ra con người đâu, nó ra nanh ra vốt, nó chơi với động vật không mà chơi với quỷ không mà. Rồi á, các ông rồi á, thử con đi vô cái chỗ mà cho bùa cho ngải cho này cho nọ là cũng cũng thờ các ông Phật này, cũng thờ các ông Tất Đạt Đa này, rồi thờ hết những cái vị này, rồi tốt lành cũng đây rồi ác cũng đây, rồi ủa rồi thương ai rồi rồi bắt đầu giúp ai rồi hại ai, chơi kỳ vậy. Không lẽ bây giờ A với B, thằng A vừa tới hại thằng B, nó xin bùa hại B, rồi thằng B nó tới cũng xin bùa hại A, rồi cho bùa kiểu gì. Bởi vậy con nói thôi luôn á, còn bên đạo Công giáo của con á thì con cũng mong rằng ông bà chú bác cô chú bác có nghe có coi cái video á, thì mình cứ xem lại. Còn á, để mà hiểu về cái đạo Công giáo của con thì con cũng có đăng lên trên trang rất là nhiều rồi. Các ông bà cô bác cứ coi lại cái sự tích của Adam Eva và các cách mà Thiên Chúa dạy loài người cũng y chang giống như cha mẹ trần gian dạy, nhưng mà là một cái gia đình đạo đức á, dạy chứ không phải là một gia đình mà là bình thường. Dạy cái đạo đức dạy rất là tốt luôn. Dạy là có hiếu thuận với cha mẹ mình, chứ không có cái kiểu gọi là không được vô cớ giết người, chớ làm sự dâm dục, chớ lấy của người, chớ tham của người đó. Con nói rất là hay luôn, không có cái gì mà không thực tế, mà xin một cái gì đọc cái việc mà đi đi lên với Chúa lên thiên đàng rất là dễ. Con trở thành một đứa con ngoan thôi, đừng ăn đừng lừa gạt người ta, đừng đi lấy của người ta, đừng tham lam, đừng lấy chồng lấy vợ người ta. Rồi á, nếu như mà con có vi phạm thì con tới con xin lỗi ta, thì cũng bình thường thôi. Con thấy như cha mẹ ở trần gian cũng vậy, chẳng qua là mình không có cái tấm lòng nó bao quát, nó lớn lao giống như Thiên Chúa thôi. Nhưng mà mình á, là nhỏ hẹp, nhưng mà mình còn biết yêu thương con mình khi nó xin lỗi, thì húng gì á, là cha Thiên Chúa đó. Thì đi vô gọi là xưng tội, rửa tội thì một lần, nhưng mà xưng tội trong các lần mình phạm thì mình xưng tội, mình biết ăn năn thống hối là mình không có phạm lại nữa, chứ không phải là xưng xong là sạch tội, xưng xong là tội tội nó còn chồng chất đó. Rồi khi nào mà nhất quyết là không không lặp lại cái tội đó nữa thì bắt đầu là cha mẹ mới cho qua. Thì cũng giống như trong nhà vậy thôi, nó đánh bài đánh bạc, nó đi ăn đi thua ở ngoài đường, diện xin lỗi mình, diện xin lỗi các cô các bác các chú, rồi mình về sau rồi là hắn không lặp lại nữa thì coi như là tha tha cho nó. Còn hắn vẫn cứ tiếp tục như vậy là mình lâu lại chuyện cũ, lại la nó một trận nữa đó. Thì cũng con thấy là không có gì mà xa với cái cuộc sống hiện tại đối với loài người và Thiên Chúa cả. Chẳng qua là chúng ta có cái mà Thiên Chúa không có, là chúng ta có cái sự dữ, chúng ta tiếp nhận cái sự dữ vô trong con người chúng ta. Rồi Thiên Chúa là Thiên Chúa quyền năng thôi, và có cái tình có quyền năng và cái sự thông minh là vượt thời gian và vượt không gian thôi. Mình thì mình thua cái điều đó. Chứ còn tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người thì cũng giống như một người cha mẹ trong nhà dành cho con cái. Cha mẹ sinh con ra ai mà chẳng muốn con thương mình, và Thiên Chúa cũng vậy, chúng ta là con của người thì người cũng muốn con của người thương người. Như vậy thì những cái gì mà con á là gửi đến cho quý ông bà cô bác anh chị em chúng ta thì coi như là đó là một sự rõ ràng từ ở trong các cái sự mà người ta che mắt mình, là người ta nói những đây là cái tốt cái tốt cái tốt, nhưng mà thật ra là nó tất cả là đều là cái điều điều cái sự dữ hết, tất cả là sự dữ hết. Cho nên những cái còn thần Phật đó là mình cũng thờ, là mình thờ tầm bậy tầm bạ không, mình chẳng có thần cái gì đâu. Ví dụ như con nói là những cái con vật ở bán ngoài chợ giống như con cóc con đùa đi, con thấy người người Việt Nam mình rất là ngộ, họ truy cứu đối với một Thiên Chúa, đối với cái đấng sinh ra họ, là họ còn đủ thứ lý do để người ta từ chối cái người cha linh hồn, nhưng mà họ bất chấp cái lai lịch của những con vật, của những cái thần tượng, của những ngẫu tượng, của những ông này ông nọ. Cứ thấy có tiền à, ông này ban gì ổng ổng phù hộ cho mình có tiền là sách gì. Cho nên cái sự chạy theo cái điều đó nó cũng tự giết linh hồn mình, và bên đó người ta biết như vậy, bên quỷ ma nó biết,
điều đó cho nên nó đang đưa cái sự là tiền bạc rủng rỉnh tới. Mày thờ tao đi, tao mang tiền tới, mày giúp mày mày mày, mày thờ tao đi, mày cúng tao đi, mày xin tao đi, mày mang cho tao ăn đi rồi tao sẽ cho mày. Mà con nói đã thành thành đã là thành thánh rồi á, thành Phật rồi thì không ai đi ăn, không ai ăn đồ cúng hết. Thiên Chúa của con không ăn đồ cúng, Thiên Chúa của con không cần phải cúng, Thiên Chúa của chúng ta không phải cúng. Nói ra đúng là Thiên Chúa là cha mẹ của chúng ta luôn chứ không riêng gì của con. Đó, thành ra là chỉ có những con ma thôi, nó mới chết đói chết khát nó ăn thôi, cho nên mới cúng đồ cho nó. Và những cái con đó nó cần phải được cúng nó ăn để cho nó sống, chứ bây giờ nó có sự trao đổi như vậy thôi, tao cho mày ăn thì mày cũng phải cho tao ăn, nó là như thế. Cho nên là con nói với các cô các bác là mình có cái bây giờ mình phải coi lại, vì bây giờ có cứng lòng thời kỳ cuối đi chăng nữa mình cũng không có giải quyết được cái gì, nhưng mà cái sự chết chóc thì nó lại là một cái điều kinh tởm. Thì đấy con cũng cho coi đó, thằng thằng của họ là khủng khiếp như vậy đây, nhưng mà họ cho nó là thằng chiến binh nè, chiến binh thằng của người ta đây nè, đây nè, nó giết người đó, nó đem xuống ở dưới hỏa ngục á, nó ăn những cái con người đó vô con người nó đó, có là hắn đẩy ra tay chân đầy hết trơn vậy đó nè, là những thằng nè, những thằng thú đầy quyền lực nè. Trời ơi, con thì con bó tay luôn đó. Đây ông bà của bác thử coi coi đi, con nói đúng không? Mà đó đó bây giờ mà con không chưa cho, con không đưa những hình ảnh này phải chết đâu đó. Đó, rắn không, rắn đi theo không đó. Mà nó cho là hay ho là đúng đây đó. Đây có khủng khiếp không, có khủng khiếp không, có cái thiên đàng nào mới vậy không, có trên cái nước thiên đàng nào mà nó toàn là cái thứ mà có con dữ tợn này vậy không? Con không thấy cái thiên đàng nào vậy hết trơn á, con không thấy cái nơi nào vậy hết trơn á.